Kính chào các quý thầy cô, các quý đồng nghiệp và các quý độc giả. Hôm nay tôi xin được chia sẻ với các quý vị bài về điều trị ung thư tiền liệt tuyến kháng các tinh hoàn di căn, những điểm mới từ dữ liệu và khuyến cáo. Và tôi là bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Mai Phương, phó trưởng khoa nội Tam Hiệp bệnh viện Ca. Có một cái khái niệm mà chúng ta cần phải xác định ngay từ đầu, bởi vì khái niệm kháng các tinh hoàn di căn là một khái niệm rất đặc biệt trong cái ung thư tiền liệt tuyến. Theo Hội Điều học Châu Âu thì kháng các tinh hoàn di căn được định nghĩa là gì? Đó là những trường hợp bệnh nhân có cái nồng độ testosterone ở cái ngưỡng các tinh hoàn, tức là dưới 50 nanogram trên decilit hay là dưới 1,7 nanomol trên lít, kèm theo ít nhất một trong các cái dấu hiệu sau, đó là tiến triển về mặt sinh hóa hoặc tiến triển về mặt hình ảnh học. Trong đó thì tiến triển về mặt sinh hóa đó là bệnh nhân có tăng nồng độ PSA 3 lần liên tục cách nhau mỗi một tuần, dẫn đến tăng 2 lần liên tiếp PSA trên 50% mức nadir và cái chỉ số tuyệt đối là từ 2 nanogram trên minit trở lên. Còn tiến triển về mặt hình ảnh học là bệnh nhân có xuất hiện hai tổn thương xương, từ hai tổn thương xương trên xạ hình xương, hoặc có tiến triển mô mềm theo tiêu chuẩn Disis, trong đó hạch phải lớn hơn hoặc bằng 2 cm. Vậy thì những cái con đường nào đã dẫn đến cái giai đoạn kháng các tinh hoàn di căn? Trước hết chúng ta phải hiểu rằng là giai đoạn kháng các tinh hoàn di căn là gì. Đó là những trường hợp kháng các tinh hoàn như vừa đã trình bày có kèm theo di căn. Những bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến có thể được chẩn đoán từ đầu ở các trường hợp là di căn hoặc tại chỗ tại vùng. Và trong quá trình điều trị thì người ta thấy rằng tất cả đều dẫn đến cái giai đoạn là kháng các tinh hoàn di căn. Với những trường hợp ban đầu tiên chẩn đoán ở giai đoạn ở cái mức độ di căn thì sau khi điều trị ADT, bệnh nhân tiến triển sẽ chuyển sang giai đoạn MCRBC. Còn với những trường hợp mà từ đầu được chẩn đoán ở giai đoạn tại chỗ tại vùng, sau một quá trình điều trị thì bệnh nhân có thể được điều trị ADT và chuyển thẳng tiến triển sang cái nhóm là di căn kháng các tinh hoàn, hoặc là có thể chuyển gián tiếp qua những cái giai đoạn như là kháng các tinh hoàn chưa di căn hoặc là kháng các tinh hoàn nhạy nội tiết. Như vậy rõ ràng giai đoạn kháng các tinh hoàn di căn là một cái giai đoạn chung trong con đường tiến triển của bệnh ung thư tiền liệt tuyến, là một giai đoạn gần nhất với tử vong, với cái thời gian sống còn ngắn nhất. Do vậy cái việc điều trị cái ung thư ở giai đoạn này là rất là phải cẩn thận để lựa chọn những phác đồ điều trị phù hợp tối ưu cho bệnh nhân, nhằm mục tiêu tăng thêm thời gian sống còn chỉ cần một chút cũng là rất là đáng quý. Thì có rất nhiều những cái nghiên cứu trên thế giới, trên hàng nghìn bệnh nhân được tổng hợp trong cái bảng sau, cho thấy cái lợi ích của các thuốc, các phác đồ so với việc dùng các cái thuốc hay những nhóm đối chứng, với cái thời gian sống thêm tăng lên từ 2 đến 5 tháng. Như vừa nói, ở cái giai đoạn kháng các tinh hoàn di căn, thời gian sống của bệnh nhân không còn dài. Do vậy việc tăng được thời gian sống thêm cho bệnh nhân ở cái mức như vậy có ý nghĩa thống kê là một điều rất đáng quý, và cho thấy cái hiệu quả rất là tốt của những cái phác đồ sau. Trong đó thì các nghiên cứu được phân ra thành 3 nhóm, một nhóm là điều trị hóa chất để so sánh, và một nhóm là trước các nghiên cứu trước hóa trị và nghiên cứu cho các thuốc sau hóa trị. Trong đó thì về hóa trị, người ta thấy rằng mitoxantrone cũng là một cái thuốc có hiệu quả đối với ung thư tiền tuyến từ lâu đời rồi. Và cách đây khoảng hơn 20 năm thì docetaxel đã được nghiên cứu qua nghiên cứu TAC-327 cho thấy hiệu quả vượt trội so với việc dùng mitoxantrone. Sau đấy thì đối với cái nhóm mà điều trị trước hóa trị thì thấy rằng nhóm này gồm có 3 cái nghiên cứu đều dựa trên những cái bệnh nhân mà không có di căn tạng, triệu chứng thì không có hoặc ở mức độ nhẹ, thì có 3 cái thuốc đã được chứng minh có hiệu quả, đó là sibuprenlimab, là abiraterone, là enzalutamide. Với cái nhóm nghiên cứu có cái thuốc
sau khi bệnh nhân mà đã điều trị hóa trị rồi, mà hóa trị ở đây chính là docetaxel, thì ta thấy rằng đầu tiên phải nói là những cái radium 223 dành cho những cái bệnh nhân mà có di căn xương, có biểu hiện, có triệu chứng đau, thì thấy rằng radium 223 đã cho thấy cái hiệu quả rất là rõ rệt ở những cái bệnh nhân mà đã điều trị docetaxel thất bại hoặc là không phù hợp với docetaxel. Một cái nghiên cứu đối đầu giữa capacitacel với mitoxantrone cũng thấy cho thấy cái hiệu quả vượt trội của capacitacel ở cái đoạn này sau khi bệnh nhân đã thất bại với docetaxel. Và đặc biệt có hai cái nghiên cứu lớn ở cái giai đoạn sau điều trị docetaxel, đây phải nói là nghiên cứu 3 QA301 và nghiên cứu AFIRM đã cho thấy cái hiệu quả của việc dùng abiraterone kết hợp prednisolone so với việc mình chỉ dùng prednisolone đơn thuần, làm tăng thể bệnh nhân nên được sống thêm khoảng 4,6 tháng. Và thuốc nội tiết thứ hai đó là enzalutamide cũng thấy rất là hiệu quả như thế. Như vậy là chúng ta thấy rằng qua cái bảng tổng hợp các nghiên cứu như trên, có rất nhiều những cái lựa chọn có thể được đưa ra trên những cái bệnh nhân kháng các thanh hóa di căn. Một vấn đề đặt ra ở đây là gì? Có hai cái thuốc nội tiết mới, đó là ABI và ENZA. Vậy thì cái vấn đề đặt ra ở đây là gì? Là chúng ta dùng thuốc nào trước? Và việc mình dùng liên tục chuyển từ nội tiết mới này sang nội tiết mới khác có được không? Thì những cái dữ liệu nghiên cứu đã cho thấy rằng là khi mình chuyển điều trị liên tục từ thuốc nội tiết nặng mới này sang thuốc nội tiết mới khác thì hiệu quả là kém hơn so với việc là mình sẽ điều trị cắt quáng, và ở giữa hai cái phác đồ nội tiết đó là những cái thời gian mà mình sẽ điều trị phác đồ khác. Chính vì vậy mà rất nhiều những cái những cái khuyến cáo đã được đưa ra trong cả NCCN, ESMO, Hội Nhiều học Châu Âu hay Nhiều học Hoa Kỳ đều khuyến cáo cái việc là không ủng hộ điều trị liên tục thuốc nội tiết mới. Trong đó thì người ta cũng có một cái khuyến cáo rằng chúng ta không phải là điều trị liên tục, tức là không chỉ điều trị một thuốc mà chúng ta có thể điều trị thuốc này, sau đó có thể điều trị thuốc nội tiết kia. Tuy nhiên là cái khoảng cách giữa hai thuốc, hai phác đồ nội tiết đó là cần có một khoảng cách điều trị những phác đồ khác. Mà ở đây người ta khuyến cáo là nên dùng hóa chất, điển hình là docetaxel. Và thậm chí sau khi thất bại với docetaxel, chúng ta có thể điều trị tiếp bằng capacitacel để mục đích kéo dài cái khoảng cách giữa hai phác đồ nội tiết đó. Với một số những cái trường hợp đặc biệt như là có đột biến gen tái tổ hợp tương đồng thì olaparib cũng là một cái lựa chọn rất là tốt. Hoặc là những cái bệnh nhân có di căn xương, có triệu chứng thì điều trị radium 223 cũng là một cái khuyến cáo ở mức độ 1. Mục tiêu là để cho khoảng cách giữa các cái phác đồ nội tiết mới được xa hơn để nhằm để tránh cái nguy cơ kháng chéo cho các thuốc nội tiết. Như vậy là với những cái thuốc nội tiết cũng như hóa chất đã trình bày ở trên thì liệu đã giải quyết tất cả những cái vấn đề của cái giai đoạn này hay chưa? Người ta thấy rằng là trong quá trình điều trị giai đoạn kháng các thanh hóa di căn thì bệnh nhân về sau này, sau khi thất bại những cái phác đồ này, phác đồ kia thì càng về sau cái gánh nặng khối u càng lớn và cái cơ hội lựa chọn những phác đồ cho bệnh nhân lúc này rất là càng ngày càng ít đi, và dần dần bệnh nhân có thể sẽ dẫn đến tử vong. Cái nhu cầu lâm sàng như vậy đặt ra một cái điều là chúng ta cần có những cái nghiên cứu về những cái phác đồ mới để nhằm tăng thêm cái hiệu quả cho bệnh nhân, và đặc biệt là sau khi thất bại những thuốc nội tiết mới. Từ đó một cái khía cạnh điều trị thuốc đích đã được ra đời đối với ung thư tiền liệt tuyến dựa trên cái tính đa dạng sinh học phân tử. Một cái nghiên cứu trên 150 các khối u tiền liệt tuyến các bệnh nhân khác nhau đã thấy rằng là ung thư tiền liệt tuyến kháng các thanh hóa di căn là không đồng nhất về mặt sinh học. Trong đó có rất nhiều những đột biến đã được phát hiện, và ở đây đơn cử thấy rằng là có đến 49% các trường hợp là đã thấy có đột biến con đường PIK3K, 71% có đột biến theo con đường receptor của androgen, và đặc biệt ở đây là người ta thấy rằng có 23% các cái trường hợp có đột biến gen tái tổ hợp tương đồng HAA.
Trong đó phải nói rằng đột biến các gen tái tổ thông đồng đây gồm, đây là một nhóm gồm rất nhiều những cái gen khác nhau như BRCA1, BRCA2, ATM hay là CDK12, vân vân. Nhưng thấy rằng là hai cái đột biến gen BRCA1, BRCA2 là những đột biến gen phổ biến nhất với cái tỷ lệ phát hiện ở trên mô mô là 10% và ở trên mô máu là 5%. Với những cái nhóm có đột biến gen tái tổ thông đồng này thì người ta thấy rằng việc sử dụng những phác đồ chuẩn hiện tại như là những thuốc nội tiết mới hay là những cái hóa trị như trên đã trình bày thì cái hiệu quả rất là kém, tiên lượng kém hơn hẳn. Một cái nghiên cứu cho thấy rằng là việc so sánh giữa một nhóm sử dụng một cái nhóm mà có đột biến gen PRCA2 và một nhóm không có đột biến gen, nếu ta dùng các phác đồ thông thường như đã trình bày ở trên thì cái thời gian sống còn bệnh không tiến triển ở cái nhóm có đột biến HAA thì là cái đường màu đỏ ở bên tay phải các bạn là nó đi xuống rất là nhanh. Đến khoảng tầm 6 tháng là gần như đã không còn những trường hợp nào, tức là hầu như tiến triển hết rồi. Trong khi đó thì cái nhóm mà không phát hiện đột biến HAA thì cái thời gian sống thêm bệnh không tiến triển là một cái đường màu xanh ở trên vượt trội, tức là kéo dài hơn. Còn sống thêm bệnh không sống thêm toàn bộ ở cái nhóm có đột biến gen BRCA2, nếu điều trị các phác đồ thông thường chỉ sống được 17,4 tháng. Trong khi đó nếu cái nhóm mà không mang đột biến đấy thì sống thêm là 33 tháng, dài hơn rất là nhiều và P có ý nghĩa thống kê. Như vậy rõ ràng là cái đột biến HA là một cái đột biến có tính chất tiên lượng đối với sống thêm cũng như đối với những cái đáp ứng với các cái điều trị hiện tại. Từ đó mà NCCN đã đưa ra những cái khuyến cáo là cần phải xét nghiệm đột biến gen này trên những bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến tại chỗ, tại vùng di căn và đặc biệt là ở trên cái nhóm đã di căn. Vậy thì chúng ta cần tìm hiểu thêm về cái cơ chế của cái đột biến gen cũng như cái con đường tổn thương ADN và cơ chế sửa sai như sau. Bình thường thì các ADN của chúng ta dưới tác động của những yếu tố môi trường có thể có những cái tổn thương đứt gãy sợi đơn và cơ thể chúng ta sẽ có cái cơ chế để sửa chữa cái đứt gãy này, đó là hai cơ chế sửa chữa sợi đơn và cơ chế sửa đôi. Thì ở đây cơ chế sửa chữa sợi đơn đó là vai trò của cái gen PAP và cơ chế sửa chữa sợi đôi đó là những cái gen sửa chữa tái tổ thông đồng. Thì khi mà nếu mà bệnh nhân mà tổn thương sợi đơn gen PAP mà sửa chữa được thì là một ok, nhưng có những trường hợp cái gen PAP nó không sửa chữa được và cái đứt gãy sợi đơn đã xảy ra, khi đó thì nếu như cái tế bào bình thường không có cái đột biến HAA thì quá trình tái tổ thông đồng sẽ lại tái tạo và cái tế bào vẫn còn sống sót. Còn nếu mà cái đột biến HAA xảy ra thì đứt gãy sợi đơn sẽ dẫn đến đứt gãy sợi đôi. Như cái hình trên này ạ, nếu các tế bào bình thường thì cái gen PAP sẽ làm cái vai trò sửa chữa đứt gãy sợi đơn và do vậy bệnh nhân không có đột biến HAA và sau quá trình nhân đôi các cái sợi ADN sẽ được tái tổ hợp tương đồng và sửa chữa được cái đứt gãy này và sống sót lại. Trong khi đó những cái trường hợp mà đã có tổn thương đã bị đột biến cái gen HAA này thì nếu như ta dùng một cái thuốc là ở đây điển hình đây là Olaparib sẽ là một cái thuốc ức chế gen PAP, do vậy sẽ làm ngăn cản cái quá trình sửa chữa sợi đơn, ngăn cản quá trình sửa đơn thì đứt gãy sợi đơn xảy ra và như vậy ở trên bệnh nhân tế bào ung thư bị đột biến HAA này thì cái sửa chữa sợi đôi đã bị biến mất và do vậy khi tế bào nhân chia thì sẽ dẫn đến đứt gãy sợi đôi và tế bào sẽ bị tiêu diệt. Tóm tắt cái cơ chế này phải nói là gì? Olaparib là một cái thuốc ức chế mạnh gen PAP, ngăn cản việc sửa chữa đứt gãy sợi đơn, từ đó dẫn đến đứt gãy sợi đôi ADN. Và do vậy, olaparib sẽ gây chết tế bào ung thư mà có đột biến gen sửa chữa tái tổ hợp tương đồng. Thuốc olaparib cũng đã được chứng minh về thực tế qua một cái nghiên cứu pha 3, nghiên cứu profile. Nghiên cứu này được thực kế với cái tiêu chuẩn lựa chọn là gì? Đó là những bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến kháng các tinh hoàn di căn đã được tiến triển với cái điều trị thuốc nội tiết hệ mới là ABI hoặc ENZA.
Và một tiêu chuẩn hết sức quan trọng đó là phải có ít nhất một cái đột biến gen tại tổ hợp tương đồng HAA. Các bệnh nhân này sẽ được chia làm hai nhóm, cohort A và cohort B. Trong đó cohort A là cái nhóm mà có cái đột biến gen hay gặp, đó là BRCA1, BRCA2 và ATM. Còn cohort B là những cái đột biến HAA còn lại. Với cái hai cohort này thì sẽ đều được chia thành hai nhóm. Một nhóm được điều trị bằng Orapanip với liều 300mg 2 lần một ngày. Và một nhóm còn lại sẽ được sử dụng bằng các cái phác đồ điều trị mà bác sĩ lựa chọn. Thông thường ở đây đó là những cái thuốc nội tiết hệ mới như AB hoặc ENZA. Với cái tiêu chí chính ở đây đó là sống thêm để không tiến triển về mặt hình ảnh học của nhóm cohort A. Kết quả cho thấy rằng ở cái nhóm mà mình có cohort A, tức là nhóm có điều trị có đột biến BRCA1, BRCA2 hoặc là ATM, thì mình với phác đồ lựa chọn của bác sĩ sống thêm mới không tiến triển chỉ là 3,5 tháng. Trong khi đó mình dùng Orapanip sống thêm kéo dài là 7,3 tháng với B có ý nghĩa thống kê và HR bằng 0,34, tức là mình dùng Orapanip sẽ làm giảm cái nguy cơ tiến triển tới 66%. Cụ thể ở những cái thời điểm 6 tháng hay 12 tháng đều thấy rằng Orapanip đã được ưu thế vượt trội so với việc dùng các cái phác đồ của bác sĩ lựa chọn thông thường trước đây. Tại thời điểm 6 tháng là tỷ lệ sống còn với không tiến triển là 59% so với 22%. Tại thời điểm 12 tháng thì là 28% so với 9%. Việc tổng hợp các cái kết quả của cái nhóm cohort A đều cho thấy rằng thời gian sống thêm mới không tiến triển về mặt hình ảnh học, cũng như tỷ lệ đáp ứng toàn bộ và sống thêm toàn bộ của bệnh nhân việc được dùng Orapanip thì đều vượt trội so với việc dùng các cái phác đồ thông thường. Trong cái nhóm cohort A thì người ta sẽ tách ra thêm một cái phân nhóm nhỏ, đó là phân nhóm có đột biến BRCA1, BRCA2. Thì ở trên sơ đồ thấy rằng với thời gian sống còn toàn bộ của cái nhóm cohort A nói chung thì cũng thấy rất rõ là việc Orapanip là sống thêm, cho sống thêm là 19,1 tháng vượt trội so với cái nhóm còn lại là 14,7 tháng. Tuy nhiên khi mà ở cái phân nhóm mà chỉ có đột biến BRCA1, BRCA2 thì cái thời gian này còn vượt trội hơn nữa, đó là 20,1 tháng so với 14,4 tháng. Tức là độ chênh của cái nhóm cohort A nói chung là khoảng 4 tháng rưỡi, trong khi đó ở cái nhóm đột biến BRCA1/2 thì là 5 tháng rưỡi. Từ đó mà NCCN cũng đưa ra những cái khuyến cáo trong việc quản lý cái giai đoạn kháng các tinh hoàn di căn. Mà cụ thể ở Việt Nam thì chúng ta phải thấy rằng với việc điều trị ở cái đoạn này thì ADT vẫn là một cái thuốc xương sống và kết hợp thêm những cái thuốc như là hóa trị hoặc là nội tiết hệ mới hoặc là những thuốc ECE PAP hoặc là những cái thuốc điều trị khác như ở sơ đồ trên. Tuy nhiên ở Việt Nam thì có khá nhiều những cái thuốc vẫn chưa có mặt hoặc là chưa được approve, chưa được chấp thuận. Cho nên hiện tại với cái điều kiện sẵn có tại Việt Nam thì điều trị kháng các tinh hoàn di căn là chúng ta sẽ duy trì điều trị AT kết hợp với một trong các thuốc sau. Hóa trị ở đây chủ yếu là docetaxel. Còn các thuốc nội tiết thế hệ mới như là gồm có hai thuốc là abiraterone và enzalutamide. Nhóm thuốc ECE PAP ở đây là Orapanip và có một số thuốc điều trị khác như là bevacizumab. Một số những cái tình huống được đặt ra ở cái giai đoạn này đó là trường hợp bệnh nhân mà chưa điều trị nội tiết thế hệ mới và cũng chưa được hóa trị thì cái lựa chọn của bác sĩ là gì? Chúng ta sẽ tùy vào cái tình trạng của bệnh nhân là đã di căn tạng hay chưa, rồi là tình trạng bệnh nhân như thế nào và các bệnh lý kèm theo, và các lựa chọn được đặt ra đây có thể là sử dụng thuốc hóa chất. Với điều kiện kinh tế Việt Nam thì cũng cái lựa chọn này cũng rất là được ưu tiên do cũng kinh tế cũng là khó khăn, vì những cái thuốc như nội tiết hệ mới như là abiraterone cũng được lựa chọn hoặc là enzalutamide cũng được lựa chọn, tuy nhiên cái bảo hiểm sẽ không được chi trả. Một cái thông tin mới và một cái approval mới gần đây đó là những cái trường hợp bệnh nhân mà có cái đột biến BRCA thì việc điều trị kết hợp Orapanip với abiraterone cũng là một cái lựa chọn
được ưu tiên ở giai đoạn này. Tình huống thứ hai đó là những trường hợp mà bệnh nhân chưa được điều trị nội tiết thế hệ mới nhưng mà đã được điều trị docetaxel rồi. Thế thì ở đây tất nhiên chúng ta sẽ được ưu tiên dùng những các thuốc nội tiết thế hệ mới như là abiraterone hoặc là ezetimibe. Còn capacitaxel thì cũng là một chỉ định, tuy nhiên là chưa có ở Việt Nam. Tình huống thứ ba đó là những trường hợp mà đã dùng thuốc nội tiết mới rồi nhưng mà chưa được điều trị hóa trị. Thì khi đó tất nhiên là cái điều trị đầu tay chúng ta phải nghĩ đến đó là hóa trị docetaxel. Ngoài ra nếu những trường hợp đặc biệt đó là có đột biến gen tại tổ hợp cộng đồng thì orapanip cũng là một cái lựa chọn được ưu tiên. Còn những cái trường hợp còn lại có thể cân nhắc được dùng thuốc nội tiết mới khác như thuốc nội tiết thế hệ mới thế hệ một. Tình huống thứ tư đó là bệnh nhân đã dùng cả docetaxel rồi và dùng cả thuốc nội tiết thế hệ mới rồi. Thì những cái trường hợp này cũng là một cái lúc mà rất là khó khăn rồi. Với những cái trường hợp có đột biến gen HAA thì orapanip là một cái lựa chọn được đặt ra. Ngoài ra thì chúng ta có thể cân nhắc những cái việc dùng các thuốc nội tiết khác. Kết luận cho cái bài trình bày của tôi ở đây thì tôi cũng phải nói rằng qua những cái nghiên cứu và những cái thông tin trên cũng thấy rằng là hiện tại đã có rất nhiều những cái tác nhân có hiệu quả với những cái cơ chế tác động khác nhau để cải thiện cái kết quả điều trị về cả đáp ứng, sống còn và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên thách thức đặt ra là gì? Làm thế nào để tối ưu hóa quá trình điều trị, hiệu quả điều trị cũng như là trình tự nào là tốt nhất? Từ đó chúng ta phải cân nhắc điều trị dựa vào những yếu tố sau. Đó là trị liệu trước đó là gì, thể trạng bệnh nhân ra sao, triệu chứng cũng như mức độ gánh nặng bệnh tật như thế nào, các bệnh lý kèm theo, đột biến gen cũng như sự sẵn có của thuốc và đặc biệt là các điều kiện kinh tế cũng như sở thích của bệnh nhân. Cái giai đoạn kháng các tinh hoàn di căn là một cái giai đoạn là rất là gần với tử vong, thời gian sống thêm ngắn hơn hẳn so với tất cả những giai đoạn khác. Do vậy là việc quyết định lựa chọn một cái chiến lược điều trị tối ưu cho bệnh nhân là một việc hết sức quan trọng. Qua bài này tôi rất hy vọng là các quý độc giả cũng có thêm những cái thông tin để việc lựa chọn của mình chính xác hơn. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp và quý độc giả.